个超级加倍，不如便被他以外，金兔子送了个外卖，三个就反正不贵，就刚才遇了个狼狗，变了个机甲不坏，被一枪毙的嘴硬说机甲狼玩心快。OK anh em, mình trở lại đây với reaction. Chào anh em nha. OK anh em thì hôm nay mình sẽ reaction bài lệ tình của Long Đón Lá theo yêu cầu của một bạn. Thì mình đã reaction cái bài cô ba Long Đón Lá thì mình phải nói là kỳ hay cái bài mới nhất đấy. Còn cái bài này chắc lâu rồi, mình thấy 9 tháng trước rồi. Rap version thì chắc là bài hát cũng có bài này. Thì ok anh em, thì chắc mình không giới thiệu nhiều về Long Đón Lá. Long Đón Lá thi ra viện xong thì mọi người cũng biết đến rồi đúng không? Ok anh em, vào nghe luôn nhá. Người yêu gió ta đã lòng nghiêm nó có nghi ngờ gì đâu. Tình là chỉ thế nhân phải sau biệt ly. Nói ra đi cho lệ buồn ướt mi. Ngắn ngủi một năm thôi, trời đất có bốn mùa, lòng người thay đổi cũng đâu có gì lạ. Chắc người nghĩ nơi ta là chốn đùa, ta hát tình tan, chúc tình vang khóc than tình này toan tính hóa khúc nhạc bi, chúc tình si bước chân tình mình lệ loan dịp. Yêu cho đi rất nhiều, nhận lại thương đau cũng rất nhiều. Tâm ta trong gió chiều, buông lòng căng dây ngờ đâu mất điều. Lên cao vừa bay theo gió, bứt dây tơ vừa bay theo nó. Là do gió hay do diều đã muốn tự tại và phiêu chiêu. Thoát khỏi sự ràng buộc, đây là ánh hoàng hôn này vàng. Dù ta chén rượu đến tàn cuộc, chảy lòng mình với tàn thuốc. Người đến, người đi, sầu bớt lại đầy ly. Bản thân ta đã trăm lần đau, chẳng biết tâm thần sao lại đến tính ta rỉ máu. Dương tà khuất sau nhà, bóng tối nuốt chửng ta. Luôn cười với thiên hạ, thu nỗi buồn về riêng ta. Chẳng biết qua ba năm lẻ nữa, ai sẽ yêu sẽ sửa. Còn tim ta, cần khâu cần vá. Hôm qua chúng ta vẫn còn kề vai, để hôm nay em vội về với người. Tình là chỉ thế nhân phai sau biệt ly. Nói ra đi cho lệ buồn ướt mi. Cảnh cùng có bao giờ vui đâu, thế nên đừng đợi lo trong hoàng hôn. Khi niềm vui đã vùi chôn thì ở đâu chẳng nặng sầu. Tự tâm mình hóa ra niềm vui là hoa là nắng, mà tâm mình heo cảnh phồn hoa cũng thành đá là vắng. Một khắc nhớ tên vạn kỷ để cố quên, thầm bảo mày cố lên mà sao con thuyền tình đã vô bến. Thì tách hạt mưa cào cấu tâm can, bí bách tưởng người thương dưới chân vàng. Người yêu nắng ta đem lòng yêu nắng, nên ta gửi cho nắng nhanh hoa vàng. Người yêu gió ta đem lòng yêu nó, có nghi ngờ gì đâu. Nón lá che ngang phủ mờ cả nhân diện, chỉ là ý thích nhưng mà cũng là nhân tiện. Ta muốn tránh đi giọt nắng trắng luôn là gió, vì ta sợ lại phải thấy hình dung nàng trong đó. Thử hỏi gian tình là chi, hiểu nhau vì nhau để được gì. Được đấy anh em, nói thật với anh em nhé, nếu anh em lập gặp Long Đón Lá ở ngoài hay trên truyền hình ấy, lúc mà ông ấy không thi không hát ấy, anh ông mình nói chuyện thề với anh em. Anh em có từng nghĩ là ông này làm ra những sản phẩm như thế này không? Với mình không bao giờ luôn anh em. Lúc ấy ông rap, ông ra sản phẩm nó khác một trời một vực lúc ông ở ngoài đời luôn anh em. Từ cái lúc nhấn nhá, cái giọng, rồi cái điệu cười để gán vào cho hợp lý tất cả mọi thứ đấy anh em. Đó giống như là một con người hoàn toàn khác. Một người cực kỳ khác luôn anh em. Tuyệt vời. Bài này cũng ok. Bài này thì thật ra thì bài này ông này làm mình liên tưởng đến cái bài gì nhỉ? Cái bài gì mình ngày xưa hay nghe nhỉ? Giống cực kỳ luôn, cách đi flow đúng thế. Và cái cách cũng nói về chuyện tình yêu cũng thế. Bài gì mình quên mất lâu lắm rồi. Trời ơi, bài gì nhỉ? Ok, mình sẽ tìm sau đi. Sau mình sẽ nói lại.
Bài này cực kỳ giống, và bài này thì với mình nhá, để nói thẳng với anh em, hay thì hay đấy, nhưng mà nó cũng bình thường thôi. Tức là từ cái nội dung lyric và cái cách setup bài, tất cả mọi thứ thì bình thường thôi. Mình chỉ thấy hợp lý là bởi vì lúc đấy nó có những có đoạn hát đấy, đoạn hát đấy, và ông này thêm một số cái hiệu ứng như cười hay là rồi bắt đầu giáp có đôi tự nhấn nhá thì gây cho mình ấn tượng thôi, chứ còn thật ra những cái thể loại này thì mình nghe khá là nhiều rồi, nhiều người làm được, thì đấy là xét về mặt bằng chung. Còn để nói riêng về ông này và bài này ấy thì ok, ông này theo chiều hướng này rất tốt, và những sản phẩm của ông này dần dần rất rất được đón nhận đấy anh em, rất là hay. Bài nào nói chung là những rapper ra bài ấy sẽ có những bài rất bị chê, rất dở, nhưng mà có những rapper ra bài nào cũng rất cảm người nghe cảm thấy rất là hay đấy. Thì Long Non Lá là một số mình thấy là ít nhất là mình nghe hai sản phẩm cái lúc ông này thi đáp viện xong rồi đấy, thì mình cảm thấy là rất là hay. Bởi vì thật ra thì mình không theo dõi ông này nhiều, nhưng mà giống kiểu mình bất chợt mình nghe, hoặc là bạn nào yêu cầu reaction thôi, mình thấy hay thì mình nói hay thôi, nhưng mà nó chưa phải là xuất sắc anh em nhé. Như cái bài cô ba này này, cái bài cô ba mà hiện trên màn hình này anh em này, mình reaction ấy thì bài này xuất sắc luôn. Xuất sắc ở đây là tức là cái câu chuyện này, cách đi flow này, cách nhấn nhá này, yes, và cách đưa cảm xúc vào bài này. Ok, còn cái bài mà lệ tình này cũng ok, Long Lan Lá cũng rất tâm huyết, cũng đưa những cái cảm xúc chân thật hòa mình vào bài nhạc, nhưng mà cái vấn đề về tình yêu và cái câu chữ kể chuyện, giống như kiểu câu chuyện này đi, thì mình cảm thấy nó bình thường quá, là bởi vì là rất nhiều rapper đã làm những cái thể loại kiểu kiểu này rồi đấy anh em, tức là nó bị loãng ấy. Còn về cách setup bài thì cũng rất là hay, và cái giai điệu của với mình cũng ok thôi, nó không phải là quá tệ đấy, nó chỉ là chưa quá xuất sắc thôi đấy, tóm gọn như vậy thôi. Ok, bài này cũng rất là hay. Ok, lệ tình Long Lan Lá. Ok, lần đầu tiên cảm ơn các mọi người đã xem phần reaction của mình nhá. Nói thứ hai là mọi người đừng quên ủng hộ mình một lượt đăng ký, một lượt like, và anh em có thể comment những ý kiến của anh em dưới, mình sẽ đọc và phản hồi hết cho anh em. Ok anh em, hôm nay đặt KPI rồi, hôm nay là mình cố gắng tranh thủ thời gian làm hết những reaction anh em yêu cầu, là bởi vì là để lâu quá nó cũng không hay, vì mình đang còn rất nhiều dự án sắp tới đây mình rảnh mình phải làm nữa, nên là hôm nay mình ưu tiên là sẽ làm những cái phần mà anh em yêu cầu reaction. Ok anh em, chắc là ngày mai ngày mốt gì đấy đấy tầm đấy sẽ hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo thôi. Bye bye.